Chào mừng các em đến với tiết học tiếp theo của môn lịch sử lớp 7. Trong tiết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về bài 5, Ấn Độ thời phong kiến. Cô xin giới thiệu sơ lược vài nét về đất nước Ấn Độ ngày nay. Ấn Độ là một quốc gia thuộc Nam Á. Ấn Độ có ranh giới với Pakistan, Trung Quốc, Myanmar, Bangladesh, Nepal, Bhutan và Afghanistan. Ấn Độ là nước đông dân thứ nhì trên thế giới và đồng thời là nước lớn thứ bảy về diện tích. Chúng ta quan sát trên lược đồ và xác định được đất nước Ấn Độ trên lược đồ. À, cô đã xác định trên lược đồ cho các em thấy được đất nước Ấn Độ. Được tôi xác định bằng cái đường viền màu xanh dương đó các em. Chúng ta sẽ tìm hiểu về Ấn Độ thời phong kiến. Trong bài 5 Ấn Độ thời phong kiến, thì phần 1 những trang sử đầu tiên cũng theo hướng dẫn là phần 1 này là phần tự tìm hiểu bài học của học sinh. Nên cô mời các em đọc sách giáo khoa trang 15 để tìm hiểu về những trang sử đầu tiên của đất nước Ấn Độ nhé. Phần 2, Ấn Độ thời phong kiến và phần 3, văn hóa Ấn Độ sẽ là nội dung của bài học hôm nay. Cô bắt đầu phần thứ 2, Ấn Độ thời phong kiến. Trong cái nội dung phần thứ hai này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về những nội dung của một triều đại được thành lập sau khi Ấn Độ được thống nhất. Những biểu hiện của sự phát triển đó là nghề luyện kim phát triển ở trình độ cao, dệt được vải mỏng, nhẹ, nhiều màu sắc không phai, biết chế tác đồ kim hoàn trên nhiều chất liệu như là vàng, bạc, ngọc, ngà voi, vân. Vậy đây là sự phát triển của triều đại nào? Chính là vương triều Gupta, tồn tại từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ sáu. Đó là thời kỳ thống nhất, phục hưng và phát triển của miền Bắc Ấn Độ. Tồn tại đến thế kỷ 12 thì vương triều Gupta diệt vong do người Thổ Nhĩ Kỳ đến xâm lược và thống trị Ấn Độ. Ngoài vương triều Gupta thì thời phong kiến của Ấn Độ còn tồn tại vương triều nào? Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu bài học. Là vương triều mà thời kỳ đó các quý tộc Hồi giáo đã chiếm ruộng đất của người Ấn và cấm đoán nghiệt ngã đạo Hindu của người Ấn, làm cho mâu thuẫn dân tộc trở nên căng thẳng. Đó chính là vương triều Hồi giáo Delhi, tồn tại từ thế kỷ 12 đến thế kỷ thứ 16. Đây là vương triều do người Thổ Nhĩ Kỳ theo đạo Hồi lập ra. Đạo Hồi hay còn gọi là Hồi giáo. Chính vì vậy nên vương triều này mới có tên gọi là vương triều Hồi giáo Delhi. Và một vương triều nữa mà ở vương triều đó các nhà vua, đặc biệt là nhà vua Kiệt Quốc Akbar đã xóa bỏ sự kỳ thị tôn giáo, thủ tiêu những đặc quyền của quý tộc Hồi giáo, khôi phục kinh tế và phát triển văn hóa Ấn Độ. Vậy đây chính là tình hình của triều đại nào ở thời phong kiến của Ấn Độ? Đó là vương triều Ấn Độ Mogol, tồn tại từ thế kỷ 16 cho đến thế kỷ thứ 19. Như vậy qua phần thứ hai, cô vừa hướng dẫn cả lớp tìm hiểu về ba vương triều trong thời phong kiến của Ấn Độ. Đó là vương triều Gupta,
vương triều hồi giáo Delhi và vương triều Ấn Độ Mughal, và cũng theo hướng dẫn mới của năm học 2021-2022 thì trong nội dung của phần 2 Ấn Độ thời phong kiến này là hướng dẫn các em học sinh lập bảng niên biểu, và do đó chúng ta sẽ lập bảng niên biểu theo hướng dẫn của cô như trên màn hình nhé. Và đây, cái bảng niên biểu này cũng chính là phần ghi bài học của các em. Cô mời cả lớp ghi bài. Chúng ta sẽ kẻ bảng nha. Kẻ bảng giống như trên màn hình cô đang trình bày. Đây là cách lập bảng niên biểu về lịch sử phong kiến của Ấn Độ. Chúng ta kẻ bảng như trên màn hình và điền các nội dung tương ứng vào trong từng cột. Có 3 vương triều: vương triều Gupta, vương triều Hoài Pháo Delhi, vương triều Ấn Độ Mughal. Thời gian tồn tại của mỗi vương triều và tình hình chung của mỗi vương triều. Rồi cô mời cả lớp ghi bài. Lập bảng niên biểu theo như hướng dẫn của cô trên màn hình. Về chữ viết thì chữ viết của người Ấn Độ ra đời từ rất sớm, đó là chữ vạn, là chữ viết chính và là nguồn gốc của chữ Hindu ngày nay. Về tôn giáo thì ở Ấn Độ có đạo Bà La Môn, đạo Hindu, đạo Phật. Trong đó đạo Hindu là đạo của người Ấn Độ, chỉ có người Ấn Độ mới theo cái tôn giáo Hindu. Về văn học, nền văn học Hindu phát triển với các thể loại giáo lý, chính luận, luật pháp, sử thi, kịch, thơ. Thể loại giáo lý được viết trong các bộ kinh như là kinh Veda, bộ kinh cầu nguyện của đạo Bà La Môn và Hindu giáo. Rồi thể loại sử thi thì Ấn Độ có 2 bộ sử thi lớn, đó là bộ sử thi Ramayana và Mahabharata. Về kiến trúc thì các công trình kiến trúc của Ấn Độ chịu ảnh hưởng sâu sắc của tôn giáo, như là đền thờ hình tháp nhọn nhiều tầng của đạo Hindu và chùa mái tròn của đạo Phật. Những cái công trình kiến trúc này vẫn còn được lưu giữ đến ngày nay. Cô giới thiệu thêm để các em tìm hiểu. Trên màn hình đó là cái nét chữ của chữ vạn. Nó là cái chữ viết chính và cũng là nguồn gốc của chữ Hindu ngày nay của người dân Ấn Độ, đất nước Ấn Độ. Và đây là 2 cái bộ sử thi lớn của văn hóa Ấn Độ. Đó là bộ sử thi Ramayana và Mahabharata. Các em có thể tìm hiểu thêm về nội dung của 2 bộ sử thi này nhé. Rồi cô mời cả lớp ghi bài. Phần 3, văn hóa Ấn Độ. Chữ viết. Chữ viết ra đời từ sớm. Chữ vạn là chữ viết chính, là nguồn gốc của chữ Hindu hiện nay. Tôn giáo. Bà La Môn giáo, Hindu giáo, Phật giáo. Văn học, nền văn học Hindu phát triển với các giáo lý, chính luận, luật pháp, sử thi, kịch thơ. Kinh Veda, bộ kinh cầu nguyện của đạo Bà La Môn và Hindu giáo. Sử thi Ramayana, Mahabharata. Kiến trúc chịu ảnh hưởng sâu sắc của tôn giáo, như đền thờ hình tháp nhọn nhiều tầng của Hindu giáo và những ngôi chùa mái tròn của Phật giáo vẫn được lưu giữ đến ngày nay. Và phần 3, văn hóa Ấn Độ, cũng chính là nội dung kết thúc của bài 5, kết thúc tiết học hôm nay của chúng ta. Các em ghi chép bài vào tập hoặc có thể in ra để có bài, và chúng ta sẽ gắn vào trong cái quyển vở của mình. Như cô đã nói ở tiết trước là trong tuần 4 chúng ta sẽ có bài kiểm tra 15 phút. Nội dung ôn tập cô sẽ hướng dẫn kỹ hơn trong tiết ôn tập. Mến chào các em và chúc các em ôn tập tốt.
để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra 15 phút đầu tiên của mình nha.